Phía sau những cảnh quay xúc động trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao? Một cảnh hậu trường làm phim Cuộc đời vẫn đẹp sao của nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý vai bà Tình. Các cảnh quay đẫm cảm xúc như thế này xuất hiện xuyên suốt trong phim với các nhân vật khác như Luyến, Lưu, Điền. Phía sau những hình ảnh chạm tới khán giả trên sóng là những tâm trạng, nỗi lòng của các nghệ sĩ khi hóa thân vào nhân vật. Hương vẫn nhớ cảnh mà cô Luyến đi chân đất ạ, chạy trong mưa đi về nhà trọ và cô ấy nói rằng là đấy, mọi người lừa, bà Tình lừa cô ấy. Lúc đó là Hương khóc không ngừng được. Đạo diễn cắt rồi Hương vẫn khóc mà cái cảm giác, cái cảm xúc nó vẫn ở bên trong mình. Khi mình xem thì mình là cái người khán giả thì cái nước mắt của mình nó vẫn tuôn rơi, nhưng mà đứng về mặt nghề nghiệp mà nói thì tôi thích cái đoạn Luyến đi đến khách sạn và bà mở cửa ra, bà nhìn thấy Luyến thì bà sợ, bà vừa sợ vừa đau lòng vừa run. Có những cái cảnh là rất là đau khi mà người con người ta không hiểu cho mình. Thế tất cả những cái đấy ấy, thì nó nằm trong những cái cảm xúc mà quả thật không cần phải diễn gì cả, nước mắt nó cứ trào ra thế đấy. Chia sẻ về những cảnh quay giàu cảm xúc trong Cuộc đời vẫn đẹp sao, các diễn viên cho biết bên cạnh việc nghiên cứu kịch bản, bàn bạc kỹ với đạo diễn, bạn diễn, điều quan trọng nhất là sự nhập tâm vào nhân vật để làm sao đẩy được cảm xúc lên cao trào. Ngoài cái sự nghiên cứu kịch bản, nó còn có những cái sự trải nghiệm trong cuộc sống, tất cả những cái đấy ấy, thì nó đọng lại. Và đến lúc cần thì chúng ta phải sử dụng nó. Có những lần đúng là trào nước mắt vì rất nhiều điều, vì oan ức, quá khổ sở này, không có tiền này. Những cái cảm xúc đấy thì quả thật trong cái phim này tự nó cứ ra thôi. Và sự tung hứng của diễn viên mới là quan trọng. Thì chúng tôi phải hỗ trợ cho nhau rất là kỹ, đầy cảm xúc, cao trào đến cái mức không thể hơn được nữa. Hương rất là dễ xúc động trước mọi thứ xung quanh. Hương lấy những cái đó làm chất liệu để mình đưa vào cái vai diễn của mình. Nhiều khi không phải tập tành với nhau nhiều, nó chỉ là tập thoại với đạo diễn thôi. Và khi đã nắm bắt được đường dây rồi là cứ thế là mình vào. Nó như là cái hơi thở của từng nhân vật để mà mình diễn. Khi mà đóng cái vai diễn cùng nhau mà có cái sự tương tác nhiều, thí dụ như nhân vật bà Tình và Luyến ý, thì cái này nó cũng phải là hai phía. Thanh Hương cũng tạo cho tôi cái sự thăng hoa, cũng như là Hoàng Hải cũng tạo cho tôi những cái sự thăng hoa. Trước mỗi cảnh quay chúng tôi đều thả lỏng từng diễn viên, từng nhân vật cùng với tôi để định hình lại cái cảnh đấy, cái yêu cầu của nó là cái gì là cái chính, cái gì là điểm nhấn, cần những cái sự tương tác như thế nào. Đây là bộ phim mà nói về người lao động, trong cái lao động, cái lam lũ vất vả, rất cần cái tiếng cười. Cho nên là chúng tôi cố gắng làm thì trong hài thì có bi, mà trong bi thì có hài. Có thể là khán giả vừa cười nhưng lại cũng đồng cảm với những cái số phận, những cái mảnh đời của cái con người trong cái xóm trọ. Những cái cảnh khóc nó phải tương tác với nhau rất là kỹ. Chúng tôi phải để các diễn viên tự cảm nhận và tự bộc lộ bằng cái cảm xúc thật. Với các diễn viên phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, vất vả không thôi chưa đủ. Họ thậm chí còn đánh đổi bằng cả những chấn thương, mồ hôi và nước mắt để thực hiện các phân đoạn quay đêm ở chợ, cảnh mưu sinh ở xóm trọ, cảnh lao động của Luyến, Lưu, Điền, Bình, Ba Tình và thế các nhân vật khác. Này, mày kéo hộ anh cái. Gì à? Tham lam. Ôi sao mà cứ thở ông một cục mộc kia. Cái phim này thì quả thật là vất vả. Các bạn thấy nãy giờ tôi đứng trông thì oai vệ, chứ thật ra thì một chân bên này mới bị bong gân, kéo một cái xe hàng rất nặng. Tại vì kéo lên dốc thì tự nhiên nó cứng đơ cái cơ luôn, về chân sưng tướng lên. Xong nhưng hôm nay quay tất cả những cái đoạn quay ngày hôm nay là lại phải đi đứng chạy nhảy. Thì tất cả khi mà bắt đầu bấm máy ấy, thì lại phải gồng hết sức luôn. Có những lúc mệt không thở nổi. Các bạn biết không, bình thường ví dụ hóa trang là chúng tôi cảm thấy mà thiếu mồ hôi là chúng tôi phải bổ sung. Đối với cái phim này không cần phải những cái điều đó, bởi vì mồ hôi thật mà mồ hôi từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong luôn. Nó mệt mà nó căng thẳng mà thở không ra hơi nữa. Thời tiết rất nóng và trong những cái căn nhà chật hẹp 12, 13 mét vuông, một đoàn phim từng bộ phận một làm những cái công việc của mình thì nó rất là chật chội. Chúng tôi cũng cố gắng vượt qua để làm sao đó nó tạo được một cái hiệu ứng tích cực. Thế còn những cái cảnh ở ngoài chợ đêm thì cái đặc trưng những người lao động ở chợ đêm nó là làm việc lao động vào ban đêm. Mình muốn lấy được cái không khí, mình muốn lấy được cái cảnh lao động nó chân thực nhất thì chỉ có cách là mình phải quay đêm thôi. Vượt qua những khó khăn, vất vả, bằng nỗ lực và tình yêu nghề, ekip làm phim Cuộc đời vẫn đẹp sao mong muốn tiếp tục gửi đến khán giả những hình ảnh chân thực về cuộc sống của người dân lao động nghèo cùng nhiều tình tiết bất ngờ mà ở đó buồn có, vui có. Cả ekip làm phim và nhất là anh em diễn viên chúng tôi luôn luôn muốn thể hiện được sự chân thực nhất, cho dù vất vả, đau khổ,
rồi, nhưng họ sẽ vượt qua, cuộc sống nó sẽ tươi đẹp hơn, nó sẽ tốt hơn. Anh em chúng tôi cũng cố gắng thể hiện tất cả những cái điều đấy. Chúng tôi như là một cái khối thống nhất vậy, nên là chúng tôi có một cái sức mạnh tập thể, nên là tất cả mọi cái khó khăn chúng tôi đều có thể hỗ trợ cho nhau, thì không có một cái lý do nào là để mình không thể cố gắng hơn nữa, để mà làm sao mà khán giả sẽ cảm thấy thực sự hài lòng, cảm thấy cuộc đời tươi đẹp sau khi mà xem xong bộ phim này. Để cảm nhận rõ hơn nỗ lực của ekip thực hiện, cảm thông cùng số phận những người lao động nghèo và dõi theo hành trình của Luyến, Lưu, Bình, Điền và bà Tình, quý vị hãy tiếp tục theo dõi Cuộc đời vẫn đẹp sao, phát sóng lúc 21:40 thứ 2, 3, 4 trên VTV3. Hơn cả một chương trình mới. Đó là một chương trình mới toanh sắp lên sóng VTV3 và VTV Show của Đài Truyền hình Việt Nam. Về nghe gió hát, những câu chuyện nghề của các ca sĩ thực lực. Về nghe gió hát, những ca khúc làm mát tâm hồn trong những ngày hè oi bức. Trời sáng lên rồi. Trời sáng lên rồi. Đời đã tươi rồi. Đời đã tươi rồi. Mình hát là tươi, còn đó là tưới. Về nghe gió hát, 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và nền tảng số VTV Show. Nhưng mà hôm nay không trang điểm một tí nào, khán giả ơi, xin hãy alo ạ. Chuyện nhà đài, đời sống thú vị của những người làm truyền hình. Chuyện nhà đài, những câu chuyện tác nghiệp mà không có trên TV. Chuyện nhà đài, công chiếu độc quyền trên nền tảng giải trí số VTV Show. Mời quý vị đón xem. Xin chào, ngày hôm nay Thanh Sơn, danh của gia đình mình Bùi Bất Thình Lình rất vui khi được giao lưu với các khán giả của VTV. Thanh Sơn thích danh ở điểm gì? Anh đã sáng tạo như thế nào cho nhân vật của mình? Điều mà Sơn cảm thấy thích nhất ở vai danh đó là một con người có nhiều năng lượng, luôn tích cực và tươi trẻ. Cái điều sướng nhất đó là trong bộ phim lần này thì các đạo diễn cho Sơn có quyền thoải mái trong việc sáng tạo và biên tập câu thoại. Chính vì vậy mà mình nghĩ là dễ để có thể tạo ra những cái chi tiết làm thế nào để cho nó đời sống nhất có thể, gần gũi mọi người nhất có thể. Này, em bắt bao nhiêu công để làm cho em bất ngờ, em ngạc nhiên mà em... Trong bộ phim này, Thanh Sơn diễn sâu hơn khi quay những cảnh tình cảm với Khả Ngân so với bộ phim 11 tháng 5 ngày, đúng không? Chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều thú vị vì đây không phải là giai đoạn yêu nhau mà đây là giai đoạn của một cặp vợ chồng son. Nếu mà ở bộ phim 11 tháng 5 ngày, cặp đôi chính rất nhiều lần hôn hụt thì mới có một lần hôn trúng. Mà trong bộ phim lần này thì hoàn toàn ngược lại. Rõ ràng để tạo nên màu sắc của một cặp đôi vợ chồng son thì hai nhân vật hôn khá là nhiều. Danh mà chiều vợ số 2 thì không ai là chủ nhật. Đó. Thanh Sơn ấn tượng phân đoạn nào nhất? Đấy là cảnh mà khi mà Danh quyết định là rời khỏi nhà. Đấy là cảnh tâm sự với bố, là một cảnh để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất. Một cảnh thích nhất ngay từ lúc nó còn là đang ở trên kịch bản. Bản thân cảnh đấy nó là một câu chuyện về cảm xúc thôi. Thích nhất khi diễn với chú Bùi Bài Bình đó là cái sự mộc mạc. Không có quá nhiều tính toán, không có quá nhiều kỹ thuật. Nó hoàn toàn là chỉ là cảm xúc thôi, diễn rất là sướng. Thì bố có chuyện gì thì bố cứ nói xem nào. Không là mai anh không ở đây nữa đâu. Lúc đấy là không có người nghe bố mắng, nghe bố chửi đâu đấy. Ai mà dám trách mắng gì các anh. Có cảnh quay nào trong gia đình mình vui bất thình lình làm khó Thanh Sơn hay không? Đây là bộ phim mà có nhiều cảnh đông diễn viên nhất mà Sơn từng tham gia. Ở bộ phim lần này đã đông người thì chớ lại còn hay hoạt động, hay hành động. Thế nên là phải quay đi quay lại rất nhiều góc và rất nhiều cảnh. Và mỗi diễn viên thì lại có một phong cách khác nhau, một lối diễn khác nhau. Thế nên là cái điều khó khăn nhất và cái điều thú vị nhất trong bộ phim lần này đó chính là được sự được kết hợp với rất nhiều các diễn viên, rất nhiều phong cách. Ở những tập tiếp theo, Danh liệu có giữ được phong độ chiều vợ số 2 thì không ai là chủ nhật không? Thanh Sơn hãy tiết lộ một vài tình tiết sắp diễn ra của bộ phim. Trong các câu chuyện tình cảm, trong các cặp đôi, trong các cuộc hôn nhân thì luôn phải có lúc cãi nhau, cãi vã. Và chắc chắn thì cặp đôi Danh và Trâm Anh không nằm ngoài được đó. Chưa đến thời điểm thôi. Tất nhiên đây là cái thời điểm mà cặp đôi vẫn đang sống trong hạnh phúc. Các khán giả hãy tận hưởng khoảng thời gian này đi đã, trước khi mọi chuyện xảy ra. Chưa đến thời điểm đấy nhưng mà Sơn nghe nói, là có, căng thẳng phết. Dạ đúng rồi, cái này là em không muốn. Và hy vọng rằng các khán giả sẽ tiếp tục theo dõi những cái tình huống tiếp theo của bộ phim
Và Sơn tin chắc rằng nó sẽ là những tình huống hết sức thú vị nhưng cũng hết sức gần gũi. Đăng ký ngay VTV Show, kênh giải trí số của Đài Truyền hình Việt Nam.